Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video theo của mình. Ngày hôm nay mình xong việc khá muộn, nên là mình tranh thủ quay luôn video ở chỗ Lạc. Chứ mà về thì mình khá là bận. Ok, không dài dòng nữa. Thì trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm review về một chai nước hoa của nhà Montblanc. Đó là chai nước hoa Montblanc Individual. Cái chai nước hoa này thì trong thành phần nguyên liệu của nó cũng rất là nhiều thành phần. Ví dụ như là ở hương đầu của nó là có cây hương thảo này, ngò thơm, quế, hoa oải hương, quả bách xù, vân vân, cam. Hương giữa là hoa cam, hoa nhài, hoa phong lữ. Ở hương cuối là gỗ đàn hương, hổ phách, phách hương, quả mâm sâu, hương vani, vân vân, rất là nhiều. Đó. Trước tiên để nói về mùa hương của chai nước hoa này, nó có nét tương đồng khá là lớn đối với hai chai nước hoa, đó là Creed Original Center và chai thứ hai đó là Dupe Home. Thì trong khi với cái chai Creed Original Center mình đã từng được thẩm một lần thì thực sự là mùi hương nó không tỷ lệ thuận với cái giá của chai Creed đó. Mùi hương rất là bình thường, không có gì ấn tượng cả. Và đổi lại thì mình lại thích chai Montblanc Individual và chai Jupo này hơn. Mặc dù giá của hai chai nước hoa này cũng khá là rẻ, không quá đắt. Thế nhưng mà một mùi hương ví dụ như chai Jupe Home này nó rất là dữ dội, sexy, ngọt ngào. Nếu như bạn nào mà dùng để đi bar hoặc đi những cái bữa tiệc mà cần sự sôi động và cần một cái mùi hương mà không để bị nhấn chìm những cái mùi hương khác thì Jupe Home này nó cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Mình xịt chai nước hoa này thì cũng có một số các chị em đều khá là thích vì cái mùi hương của nó rất là khá là đưa đẩy đó. Jupe Home. Còn chai Montblanc Individual này thì đổi lại mùi hương của nó, mặc dù là cùng với tông mùi Jupe Home nhưng mà chai này nó lại khá là nhẹ nhàng, phảng phất, và đối với mình thì mình cảm thấy nó khá là quyến rũ. Ok. Thì trước tiên để nói về mùi hương của cái chai nước hoa Montblanc này, khi mà mình mới xịt thì cái vị đầu tiên mình cảm nhận thấy đó là cái vị hăng nồng. Thì mình bị hăng nồng và mình nghĩ là bởi vì trong cái thành phần lốt đầu mùi hương của cái chai nước hoa này nó có những một số ví dụ như là cam, quế đó, thì nó chính là tạo nên cái nốt mùi hăng nồng đó. Và thậm chí là mình còn cảm nhận thấy là một chút gia thuộc, mặc dù mình biết là trong thành phần nguyên liệu của chai nước hoa này là không hề dùng gia thuộc. Thế nhưng mà thực sự là cái ấn tượng ban đầu khi mình xịt và mình ngửi thì mình cảm thấy có nốt gia thuộc cộng thêm cái hăng nồng đó. Thì sau khoảng tầm 15 phút thì một cái mùi ngọt nhẹ nó bắt đầu nó nổi lên. Và nó làm mềm đi cái nốt hăng nồng đó. Đó. Nó giống như kiểu nó bắt đầu nó trộn, nó quyện cùng cái nốt hăng nồng và nó làm mềm mại hơn. Thì đến lúc này mình nghĩ là có hai cái nốt hương theo như mình tham khảo trên các cái diễn đàn và cái thực tế mình đã sử dụng, đó là hai cái nốt hương mà nó nổi lên rõ nhất, đó là quả mâm xôi. Và nếu như các bạn nào mà đã dùng chai DJ Feel for Life, các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận thấy cái mùi quả mâm xôi này, cái nốt ngọt mà nó hơi giống như là mùi phấn đó, nó quyện cùng với vani và nó tạo nên cái nốt hương cuối của chai Montblanc này, một cái mùi hương hơi phấn một chút, ngọt nhẹ và thoang thoảng bám, nó cũng một dạng bám rát, bám chắc lên trên da của mình vậy. Chứ nó không phải là thuộc, nó không phải là tỏa ao ra mà là hơi thoang thoảng đưa đẩy. Tiếp theo, xin mời các bạn hãy xem phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Individual, bạn có thể gửi giúp mình mùi hương này, bạn đánh giá mùi hương này nó sẽ thế nào? Em thấy cái mùi này nói chung là cũng khá dễ chịu. Khá dễ chịu. Vâng, mùi nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nếu mà
một bạn trai mà sử dụng mùi hương này thì bạn có cảm thấy nó thu hút không? Thu hút rồi. Từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai này là mấy điểm? Chai này mình cho 10 điểm. 10 điểm. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có thể gửi giúp mình mùi hương của chai này. Bạn thấy mùi hương này thế nào? Có nếu mà một bạn nam mà dùng mùi hương này thì bạn có cảm thấy nó thu hút không? Hơi hắc. Có nghĩa là bạn không quá thích mùi hương này. Bạn sẽ ấn điện. À, thế vậy thì nếu mà từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? 7 điểm. Ok. Hai bạn có thể gửi giúp mình mùi hương của chai nước hoa này được không? Cái này hả? Đúng rồi, mình đã xịt ra rồi. Rồi, thấy cũng ok. Các bạn thấy mùi hương này thế nào? Có cảm thấy thu hút nếu như một bạn trai nào xịt mùi hương này không? Nam tính, hơi đậm. Nào, hơi đậm, còn bạn? Từ đi. Thấy cũng được, nhưng mà mùi này nó hơi quen. Nó hơi bình dân à? Nó giống nhiều loại nó khác. Giống nhiều, nó không, không khác biệt, lắm. Đúng không? Đúng rồi. Nếu mà từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? Cho này 7 rưỡi. 7 rưỡi, còn bạn? Em 6. Ok, lắm. Các bạn có thể thấy mùi hương của chai nước hoa này khi mà mọi người ngửi nó là ở mức an toàn, có nghĩa là nó không gây phản cảm và khó chịu đối với mọi người xung quanh khi ngửi mùi hương của chai individual này. Đó. Thì thật ra đối với một cái chai nước hoa mà có một cái mức giá là 700-800 thì không nhiều, nó có thể gọi là phân khúc giá rẻ, thì không nhiều chai nước hoa cùng mức giá có thể làm được như chai Mont Blanc này. Chai nước hoa này mùi hương của nó không phải là thế mạnh, mùi hương của nó không phải là quá độc đáo, nó không quá tốt nhưng cũng không phải là quá tệ, mà là bình thường. Nhưng ở đây mình thấy điểm mạnh nhất của chai individual này, đó gọi là, có thể gọi là cái độ CR, có nghĩa là độ lưu hương khi mà mình đi qua một chỗ nào đó, một đám đông nào đó, hoặc khi mình lướt qua đâu đó, thì chai Mont Blanc này nó lại thể hiện khá tốt. Bởi vì cái cơ bản mùi của chai nước hoa này đó là mùi phấn ngọt nhẹ. Các bạn cứ hình dung giống như kiểu là khi mà các chị em hay trang điểm phấn ở make up ấy, đó. Khi mà họ trang điểm chẳng hạn, cái mùi phấn nó tỏa ra, thì các bạn đi ngang qua đi ngang lại, đôi khi các bạn cảm thấy mùi phấn nó rất là thơm, rất là quyến rũ đó. Thì mùi hương của chai Mont Blanc này cũng thế, nếu như để ngửi trực tiếp của nó thì các bạn sẽ cảm thấy mùi hương nó rất là bình thường, nó không có một cái gì đó nó quyến rũ cả. Nhưng khi mà các bạn xịt và các bạn ví dụ như đến một chỗ ngồi tụ tập, hoặc là đến chỗ làm chẳng hạn, các bạn xịt và các bạn di chuyển thì cái độ tỏa ra thoang thoảng nhẹ nhàng của nó, cái mùi phấn của nó rất là hay, nó rất là quyến rũ đó. Đấy là mình cảm thấy cái điểm mạnh nhất của chai individual này. Và mình có một cái lời khuyên thì mình không dám nói, nhưng mình có một gợi ý, khi các bạn xịt chai nước hoa này, hãy để tự nó thể hiện mùi hương của nó. Vậy các bạn đừng quá là soi xét ở nốt hương này nó như thế nào, mùi hương này nó như thế nào. Nếu như các bạn soi xét thì chai nước hoa này các bạn sẽ cảm thấy nó rất là bình thường. Thế nhưng các bạn hãy cứ xịt, hãy để tự nhiên, để thả lỏng nó ra, thả lỏng mùi hương đó ra. Các bạn đừng quá soi xét nó, hãy để tự nó chứng minh, hãy để tự nó thể hiện. Thì lúc đấy về lâu về dài các bạn sẽ cảm thấy cái hay của mùi hương của chai Mont Blanc này. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Mont Blanc Individual. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.